Xin chào toàn thể quý vị và các bạn thân mến, em là Tuấn Đỗ, bác sĩ thú y. Hiện tại em Tuấn đang có mặt tại trang trại gà để kiểm tra cái chất lượng đàn gà đã và đang sử dụng những cái sản phẩm dịch vụ của công ty Supervet. Nếu quý vị và các bạn chúng ta đang chăn nuôi mà gặp phải tình trạng khó khăn trong quá trình mà phòng và điều trị bệnh ở trên đàn vật nuôi và mong muốn nhận được những cái giải pháp tuyệt vời và có được những cái đàn gà mà chất lượng cao và đẹp như thế này thì có thể là liên hệ trực tiếp qua hotline của em Tuấn là 0981 648 993 để nhận được những cái giải pháp tuyệt vời trong quá trình mà chăn nuôi gà. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video tuyệt vời này. Chúc các bác sức khỏe tốt và chăn nuôi thành công.